Sáng nay, Học viện Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo giải pháp triển khai giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, thì các cơ quan đơn vị trong các lĩnh vực sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh và một số nhà khoa học của Học viện Tài chính đã cùng trao đổi thảo luận về những vấn đề lý luận cơ bản của dịch vụ công và phương thức cung ứng dịch vụ công, đồng thời chia sẻ những thực trạng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đề xuất các giải pháp triển khai các phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh. Hội thảo nhằm giúp cho các cơ quan đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nắm chắc hơn các quy định liên quan tới giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công, qua đó kịp thời tham mưu đề xuất với tỉnh, với trung ương những giải pháp triển khai hiệu quả cơ chế giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ công tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.